Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tôi lại đang tiếp tục đi lên cảng hàng không quốc tế Nội Bài để tiếp tục nhận về một lô hàng thiết bị xử lý cứng của hãng Intel Anh Quốc gửi qua đường hàng không về để giao cho các dự án. Như quý vị và các bạn đã biết, trong thời gian gần đây thì do dịch Covid-19 đang quay lại và có những diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến tất cả các dự án trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh khác. Tuy nhiên thì các đại lý phân phối thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow của công ty Pistech đã hoạt động một cách rất tích cực và hiệu quả. Vậy nên số lượng những thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow vẫn được cấp ra thị trường một cách đều đặn và thường xuyên tới các hộ dân cũng như dự án sử dụng để xử lý cho nguồn nước cứng. Trong suốt thời gian vừa qua thì các sản phẩm thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow đã khẳng định được thương hiệu, giá trị cũng như những chất lượng sử dụng do nó mang lại. Vậy nên đã có rất nhiều công ty, các dự án cũng như các hộ dân mong muốn được sử dụng thiết bị này để lắp đặt cho dự án của đơn vị mình. Vậy nên số lượng thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow được Pistech phân phối ra ngoài thị trường hiện nay đang là rất lớn. Chính vì thế Pistech đang phải thường xuyên gặp tình trạng là hết hàng. Vì vậy Pistech đã có rất nhiều đơn hàng phải nhập theo đường hàng không về. Mặc dù việc nhập hàng về qua đường hàng không sẽ tốn hơn rất nhiều chi phí so với việc đi biển. Tuy nhiên thì có những đơn hàng gấp thì Pistech vẫn phải trực tiếp nhập qua đường hàng không về để kịp tiến độ cho các dự án, đặc biệt là các dự án thương mại. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục lên cảng hàng không Nội Bài để nhận về một lô hàng ActiveFlow rất lớn với số lượng lên đến hơn 400 chiếc, với chủ yếu là các sản phẩm thiết bị xử lý nước cứng ActiveFlow cho ứng dụng thương mại để về phân phối ngay cho những khách hàng đã đặt để lắp đặt cho hệ thống nhà máy cũng như tòa nhà và hệ thống cho các ứng dụng thương mại. Thì một lát nữa thôi sẽ đến với cảng hàng không Nội Bài, thì khi đó chúng tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng với Pistech chứng kiến những hình ảnh thực tế mà Pistech nhập hàng từ Anh Quốc về đây nhé. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy, trong hàng này chúng tôi có những sản phẩm ActiveFlow cho thương mại này. Thương mại thiết bị xử lý flow cho dân dụng và những thiết bị, đặc biệt trong hàng này có một thiết bị xử lý nước cứng loại nối bích. Đó ở trong lô hàng này thôi. Tuy nhiên thì như quý vị và các bạn thấy thì kho bây giờ đang rất là đông và chật chội. Vậy nên bây giờ chúng tôi sẽ mang và giới thiệu công ty của các bạn biết thêm về những sản phẩm hôm nay Pistech đã đem về nhé.
Như vậy là chúng tôi đã vừa nhận xong lô hàng của Vinh Tài Quốc, gửi về một lô hàng của các thiết bị ở thiết bị sử dụng của Active Flow. Cũng như các bạn nhìn thấy, thùng xe của Vinh đã đầy rồi, khối lượng hàng ở đây lên đến gần nửa tấn. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ đưa số lượng hàng về văn phòng và sẽ giới thiệu qua quý vị và các bạn về số lượng hàng này. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là Pistech đã vận chuyển được cái lô hàng mà chúng tôi vừa mới nhận ở cảng không quốc tế Nội Bài này về đến văn phòng của Pistech. Thì như quý vị và các bạn thấy, đây là một lô hàng Pistech nhập về rất lớn, bao gồm các dòng bộ thiết bị xử lý nước cứng Active Flow cho dân dụng này, thương mại và cho công nghiệp. Thì trước đó thì Pistech đã giới thiệu rất nhiều tới quý vị và các bạn về các dòng sản phẩm thiết bị xử lý nước cứng Active Flow cho dân dụng, như là dòng này đây, như thiết bị này. Thì đây là một dòng thiết bị xử lý cứng Active Flow dân dụng DN20. Thì đây là một sản phẩm thiết bị xử lý nước cứng Active Flow được chuyên để dùng cho dân dụng và thương mại cao cấp. Hôm nay thì Pistech, ngoài những dòng Pistech vẫn hay thường nhập ra, thì Pistech hôm nay có nhập về rất nhiều những cái dòng cho sử dụng cho hệ thống thương mại và công nghiệp. Đây quý vị và các bạn có thể nhìn ngay hai cái hộp lớn nhất, hai kiện hàng lớn nhất đây, thì bao gồm là đây là hai sản phẩm thiết bị xử lý nước cứng Active Flow Pro có tích hợp với bộ điều khiển điện. Đây quý vị và các bạn có thể nhìn thấy, đây là thiết bị xử lý nước cứng Active Flow Pro nối mic với kích thước là DN65. Với thiết bị này sử dụng một bộ điều tiết điện để tối ưu hóa cho quá trình xử lý nước cứng của thiết bị. Tiếp đó là kiện hàng này. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy, đây cũng là một thiết bị xử lý nước cứng Active Flow Pro. Thì thiết bị này có kích thước là DN150 và nối bích. Dòng sản phẩm này thì thường được sử dụng cho những hệ thống với đường ống có kích thước lớn, sử dụng cho các hệ thống thương mại và nhà máy công nghiệp, cho các hệ thống chiller, boiler, nhà máy nước, khách sạn, resort, các tòa nhà cao tầng thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp, vân vân. Thì đấy, hôm nay thì Pistech có nhận về rất nhiều những mặt hàng, trong đó thì có hai chiếc thiết bị xử lý nước cứng Active Flow về kích thước lớn như thế này. Dòng thiết bị xử lý nước cứng Active Flow Pro này là những dòng thiết bị xử lý nước cứng chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng. Và Pistech hiện nay thì hai chiếc Active Flow Pro này, một chiếc DN150 và một chiếc là DN65 ở đây. Ngay sau đây thì sẽ được Pistech giao hàng tới một công trình tại Hà Nội. Đây là một tòa nhà thương mại của chủ đầu tư của một người Nhật Bản, sử dụng cho toàn bộ hệ thống nước của tòa nhà thương mại và toàn bộ căn hộ của khách sạn. Và Active Flow, thiết bị xử lý nước cứng Active Flow Pro với kích thước DN150 này, thiết bị này sẽ được lắp đặt cho hệ thống cấp nước của tòa nhà để sử dụng cho toàn bộ hệ thống nước sinh hoạt cho văn phòng và căn hộ khách sạn ở đây. Sau đó trong thời gian tới, Pistech sẽ tiếp tục nhập về một thiết bị xử lý nước cứng Active Flow Pro tương tự như này nhưng có kích thước DN250 để lắp đặt cho hệ thống chiller của dự án này. Ngoài ra thì Pistech lần này cũng nhập rất nhiều những dòng thương mại như là các sản phẩm Active Flow ở đây. Như quý vị trong những video trước thì Pistech đã cho quý vị xem về những thiết bị này rồi. Chúng tôi có nhập về rất nhiều để cung cấp cho các dự án và cho các khách hàng đang đặt hàng mà Pistech vẫn chưa gửi được, thì lô hàng này về thì Pistech sẽ gửi ngay cho các khách hàng đó. Cùng với những dòng Active Flow loại thương mại này,
Pistech cũng tiếp tục nhập về một dòng Active Flow sử dụng cho thương mại khác. Đó là dòng Active Flow AF010 với kích thước là DN25. Dòng sản phẩm này thì được sử dụng rất nhiều ở trong các hệ thống chiller, boiler trong các nhà máy xí nghiệp, các khách sạn, các tòa nhà thương mại và ngay cả cho các hộ dân có nhu cầu sử dụng thiết bị Active Flow có lưu lượng lớn. Sản phẩm này thì có giải lưu lượng là từ 2,7 cho đến 4,4 mét khối trên một giờ, vậy nên có thể đáp ứng được cho nhiều ứng dụng khác nhau một cách hoàn hảo. Như đã giới thiệu thì những sản phẩm Active Flow trong lô hàng này Pistech hôm nay nhập về thì có một số dòng sử dụng cho dân dụng. Ngoài ra thì toàn bộ những dòng thương mại ở đây đều là dòng thiết bị xử lý Active Flow cho thương mại dòng cao cấp của hãng Inta Anh Quốc. Đặc biệt thì trong lô hàng này như đã giới thiệu thì có hai chiếc thiết bị xử lý nước cứng Active Flow Pro với kích thước là DN150 và DN65. Pistech sẽ làm riêng một video để giới thiệu chuyên sâu về những dòng thiết bị xử lý Active Flow Pro với kích thước lớn nối bích thông qua hai thiết bị này. Xin hẹn quý vị và các bạn trong một thời gian tới, tôi sẽ làm video đấy để giới thiệu tới quý vị và các bạn về chi tiết kỹ thuật của dòng sản phẩm này nhé. Bây giờ thì xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.